Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 269. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Liên Hải. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 27 tháng 2 năm 2000. Địa điểm: Hiệp hội Phật Đà Giáo Dục, Hồng Kông. Mời mở kinh bổn ra. Cư Bàn Trà Vương kệ tụng bài thứ nhất. Nghĩ thời tăng trưởng Cư Bàn Trà Vương thừa Phật uy lực phổ quán nhất thiết Cư Bàn Trà chúng, nghi thuyết kệ ngôn. Đây là nghi thức nói. Kệ tụng mỗi đoạn đều tương đồng. Chúng ta đọc mấy mươi lần nên có ấn tượng tương đối sâu sắc. Đức Thế Tôn vì sao tuyên thuyết nhiều lần như vậy? Những vị Bồ Tát kết tập kinh điển vì sao cũng giống Phật Đà trùng lặp lại vô số lần như vậy? Trong đây ắt có thâm nghĩa. Thực sự đều là đối trị căn bệnh của chúng sanh mà nói. Bệnh nghiêm trọng nhất của chúng sanh là không biết tôn trọng người khác. Cho nên bất luận là tu học thế pháp hay Phật pháp cũng không thể thành tựu. Tu học thế gian pháp sanh thiên, tu học Phật pháp là làm Phật, làm Bồ Tát. Quý vị không thể nào đạt được. Nhân tố thứ nhất là gì? Đại bất kính. Trong Phổ Hiền Thập Nguyện, điều thứ nhất dạy cho chúng ta lễ kính chư Phật. Quý vị liền biết được sự sâu sắc của dụng ý này. Nếu như chúng ta không học cung kính thì không thành tựu được gì. Phổ Hiền Bồ Tát là dạy Pháp Thân Đại Sĩ. Khổng Lão Phu Tử dạy người thế gian chúng ta. Quý vị xem lễ ký. Lễ ký mọi người chưa đọc qua. Gần đây chúng tôi in quyển lễ ký Thanh Hoa Lục ra rồi. Quý vị mỗi người đồng học đều có được một quyển. Quý vị lật ra xem trang thứ nhất, hàng thứ nhất, câu thứ nhất: Húc lễ viết vô bất kính. Cho nên thế xuất thế gian thánh hiền công phu ở nơi chữ kính. Kính người, kính sự, kính vật, không có gì không kính. Nếu có tâm thành kính, làm gì có hủy bán, làm gì có tật đố? Quý vị làm sao mà tạo nghiệp được? Quý vị sở dĩ có một thân tội nghiệp đều từ cái gốc này mà ra. Cho nên mỗi lần chúng ta đọc đoạn kinh văn này,
cảm khái vô hạn. Vì sao chúng ta không biết học kính? Trong có thành kính, biểu hiện ra bên ngoài tự nhiên có lễ tiết. Không học cũng biết, tánh đức tự nhiên hiển lộ. Ở đây quý vị xem Cưu Bàn Trà Vương. Đương nhiên chúng ta biết đây là chư Phật Như Lai hóa hiện. Quý vị xem họ biểu hiện, biểu hiện là dạy chúng ta, làm gương cho chúng ta, làm tấm gương sáng cho chúng ta. Thừa Phật oai lực, đây là kính bề trên, quyết không dám tự cho mình đúng. Phật Thích Ca Mâu Ni vì mọi người giảng kinh thuyết pháp 49 năm cũng không dám nói bản thân có trí tuệ, có năng lực có thể giáo hóa chúng sanh, mà là thừa Phật oai lực. Kim Phật thừa oai lực cổ Phật. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni nói một đời Ngài chưa từng nói một chữ nào. Những câu những chữ đã nói đều là cổ Phật đã nói. Quý vị xem khiêm tốn biết bao. Từ đây và chúng ta phép lễ kính Lý Diệm Pháp. Tự cho mình đúng là phạm phu. Cướp đoạt của người khác cho là của mình, đó là ma quỷ, đó không phải là người. Lấy đồ của người khác chiếm làm của mình, chúng ta xem ngày xưa những tác phẩm của học trò. Đem đến chỗ thầy giáo, nhờ thầy giáo ấn chứng. Thầy giáo ấn chứng tác phẩm này chính là của thầy giáo. Có hiểu không? Thứ này rõ ràng là tôi làm. Vì sao là của thầy? Thầy ấn chứng, lưu thông ra bên ngoài, thầy chịu trách nhiệm nhân quả. Tuy thứ này là tôi làm, tôi không chịu trách nhiệm nhân quả, thầy chịu trách nhiệm nhân quả. Người hiện tại làm gì hiểu được? Mọi thứ đều dành về phần mình. Kết quả phần mình là gì vậy? Phần mình là một thân tội nghiệp. Phần mình là tam đồ lục đạo. Tôi ở Đài Trung theo lão cư sĩ Lê Bính Nam học tập. Tôi cũng viết một số bài đưa cho thầy giáo xem. Thầy giáo xem xong cười với tôi: đây là của tôi, không phải của ông đâu. Tôi nói: con hiểu. Hai chúng tôi nói chuyện trên thực tế là biểu diễn cho các đồng học thấy, làm cho mọi người hiểu rõ đạo lý này. Thừa Phật oai lực, không dám nói bản thân có trí tuệ, có năng lực, không dám nói. Chúng ta hiện tại nói là nhờ ơn Tam Bảo gia trì, chúng ta mới có thể xem kinh hiểu được, mới nói được rõ ràng một số nghĩa lý trong kinh. Là nhờ Tam Bảo oai thần gia trì.
Không chỉ là Phật Pháp, Thế Pháp cũng như vậy. Nên người thực sự có học vấn, có đức hạnh, thường cho rằng bản thân bất tài. Kỳ thực họ mọi mặt đều giỏi. Mọi mặt đều giỏi mà nói không giỏi là khiêm tốn sao? Không phải khiêm tốn. Nếu như khiêm tốn thì trở thành hư dối rồi. Là thật. Thế gian tất cả pháp, những sự việc vụn vặt có thể làm được tốt, làm tốt hơn người khác. Cũng là Phật Bồ Tát oai thần giá trị. Tự tánh công đức tự nhiên hiển lộ, pháp nhĩ như thị, vẫn có thể quy công về cho Phật Bồ Tát gia trì. Chúng ta phải hiểu sâu đạo lý này. Phổ quán nhất thiết cư bàn trà chúng là kính người ngang hàng, kính người nhỏ hơn. Trên kính đối với chư Phật, dưới kính đối với tất cả chúng sanh. Không có mảy may tâm khinh mạng, không có mảy may thái độ khinh mạng. Chúng ta tu học phải khởi điểm từ chỗ này. Nếu như không hạ công phu tại đây, nói với chư vị rằng pháp thế xuất thế gian, quý vị không thể thành công. Cho dù quý vị đọc nhiều sách, quý vị trước tác rất nhiều, quý vị biết diễn giảng, giảng đến hoa trời rơi rụng, trên thực tế trong không thể đoạn phiền não. Quý vị bên trong có thị phi nhân ngã tham sân si mạng, bên ngoài quý vị kết oán thù với tất cả chúng sanh, tăng trưởng cư bàn trà vương. Ở trong trường hàng không đắc pháp là đắc diệt nhất thiết oán hại lực. Cho nên con người nếu không hiểu biết lễ kính, oán hại không thể tránh khỏi. Hoàng gia đối đầu, quý vị nơi nơi đắc tội với người, đắc tội với người mà không biết đắc tội như thế nào, đều là bình thường, cống cao ngã mạn, cho mình là đúng, coi thường người khác. Trong thái độ của quý vị, trong ngôn ngữ của quý vị không hay không biết đắc tội với người khác. Quán này kết thành rồi, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo không ngừng không dứt. Cho nên nói quý vị không có gì thành công. Chỉ bị tỉ mỉ quan sát trong lịch sử, những đại văn hào văn chương viết rất hay, lưu truyền đến thiên cổ. Chúng ta làm học trò trong cuốn quốc văn còn học văn chương của họ. Trên thực tế đều tại Tam Đồ. Ngày xưa lúc tôi mới học Phật, nghe lão cư sĩ Chu Kính Trụ nói với tôi, Hàn Vũ trong cõi quỷ, đây là thủ lĩnh trong 8 người nổi tiếng thời Đường Tống. Cuối đời tuy học Phật,
nhưng công đó không chuộc được tội, rơi vào cõi quỷ. Làm sao biết được? Nhạc phụ của lão cư sĩ Chu Kính Trụ là Chương Thái Phiệp. Chương Thái Phiệp khi còn tại thế từng làm phán quan của Đông Nhạc Đại Đế, ban ngày ở nhân gian, ban đêm phải đến âm tào địa phủ làm việc. Ông nhìn thấy Hàn Vũ, ông nhìn thấy còn rất tôn kính. Vì sao vậy? Vì từng đọc văn chương của ông ấy. Quỷ thọ mạng dài hơn con người. Trong cõi quỷ một ngày nhân gian là một tháng, chúng ta một tháng thì là một ngày. Thọ mạng của họ thông thường đều là 1000 tuổi. Cho nên người đời nhà Đường trong cõi quỷ thời gian cũng không coi là dài quá. Ông tận mắt nhìn thấy rất nhiều người nổi tiếng trong lịch sử. Lúc ông làm phán quan đều có cơ duyên tiếp xúc với họ, đều đích thân gặp mặt họ. Đi vào trong cõi quỷ rồi. Nhà Phật nói thành tựu, thành tựu thấp nhất là siêu việt lục đạo luân hồi, tiểu quả. Đây là chứng quả A-la-hán, tiểu quả. Quý vị mới coi là thành tựu. Quý vị không thể siêu việt lục đạo luân hồi thì không coi là thành tựu. Nếu như quý vị tu khá tốt, đời sau vẫn có thể được thân người. Được thân người là điều không dễ dàng. Tôi thường nói qua ngũ giới thập thiện, ít nhất quý vị có thể đạt đến 80 điểm, quý vị mới có thể được thân người. Ngũ giới thập thiện có thể đạt đến 100 điểm, quý vị chắc chắn được sanh thiên. Giống như chúng ta thấy cư sĩ Hứa Triết, cư sĩ Hứa Triết nếu như không niệm Phật cầu sanh tịnh độ, bà chắc chắn sanh thiên. Bà đầy đủ đức hạnh của thiên nhân, điều kiện của thiên nhân. Bản thân bà ấy thường nói ông trời gia hộ cho bà ấy. Bản thân bà ấy một vọng niệm cũng không có, ăn mặc ở đi thứ gì cũng không nghĩ đến. Ông trời gia hộ cho bà ấy. Bà ấy có lòng tin, thực sự không giả dối chút nào. Lúc tôi học Phật, đại sư Chương Gia dạy tôi, thực sự học Phật, thân tâm thế giới tất cả đều buông bỏ, tự hành hóa tha. Một đời quý vị được Phật Bồ Tát chăm sóc, thứ gì cũng không cần lo. Nghịch cảnh, thuận cảnh, thiện duyên, ác duyên, toàn là Phật Bồ Tát sắp đặt. Chúng ta ở trong đây tỉ mỉ quan sát đều được lợi ích. Toàn bộ thành tựu công đức chân thật của mình. Người khác, bất luận cách nhìn họ như thế nào, tán thán cũng được, hủy bán cũng được. Nói chung tán thán, hủy bán không liên quan gì chúng ta. Cảnh giới ta tu họ làm sao mà biết được? Cho nên oan hại trong Phật Pháp nói là ma chướng. Trên đạo Bồ Đề loại chướng ngại này rất nhiều, rất nhiều. Làm sao mà tiêu trừ nó? Tăng trưởng Thiên Vương dạy chúng ta. Chúng ta xem bài kệ của ông ấy. Thành tựu nhẫn lực thế đạo sư, vi vật tu hành vô lượng kiếp, vĩnh ly thế gian kiêu mạn hoặc, thị cố kỳ thân tối nghiêm tịnh. Đại sư Thanh Lương trong chú giải nói cho chúng ta,
Sơ kệ hướng xuống đoạn dưới tổng cộng có 10 bài kệ. Đây là bài kệ thứ nhất. Bài thứ nhất là thông hiển. Minh Phật nhĩ diệt oán, oán chi đại giả, mạc việt kiêu mạng, hữu chi tắc ti lậu, diệt chi tắc đoan nghiêm. Mấy câu nói của Đại sư Thanh Lương chúng ta nên học thuộc lòng, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Quý vị đời đời kiếp kiếp vô lượng vô biên, hoàng gia trái chủ, từ đâu mà đến? Đều là từ trong hành vi sinh hoạt thường ngày của bản thân, vô tình cố ý kiêu mạn mà khởi lên. Quý vị có kiêu mạn, quý vị sẽ thô bị thấp hèn. Quý vị không có kiêu mạn, quý vị sẽ đoan nghiêm. Tôi thường trong giảng đường nói, bản thân chúng ta tu hành có công phu hay không? Nhìn từ đâu? Trên dung mạo của quý vị, trên thân thể của quý vị. Cổ nhân nói, thành ư trung tất, hành ư ngoại. Bên trong quý vị có bao nhiêu phân lượng, bên ngoài quý vị nhất định sẽ hiển lộ ra được. Người có tu dưỡng, người có học vấn, vừa nhìn là hiểu rõ. Người thực sự có tu hành, mỗi năm sẽ trẻ trung mà không suy lão. Thân thể cường tráng không sinh bệnh. Vì sao vậy? Người xem tướng thế gian cũng thường nói, tướng tùy tâm chuyển. Tâm quý vị thiện, tướng mạo của quý vị liền thiện. Tâm quý vị thanh tịnh, tâm quý vị liền thanh tịnh. Đây là đạo lý chắc chắn như vậy. Tâm quý vị có kiêu mạn, bất thiện, tướng mạo quý vị sẽ bất thiện. Tướng mạo của quý vị sẽ năm sau không bằng năm trước. Bản thân chúng ta cũng thấy được. Quý vị ngày ngày soi gương phải nghĩ xem. Nghĩ xem tôi lúc 10 tuổi tướng mạo như thế nào, lúc 20 tuổi tướng mạo như thế nào, lúc 30 tuổi tướng mạo như thế nào. Bản thân suy nghĩ kỹ càng xem, liền biết được bản thân tu học có công phu hay không. Nói cách khác, tôi đã chuyển đổi được hay chưa? Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói, nếu có thể chuyển cảnh tức đồng với Như Lai. Thân thể này của chúng ta là cảnh giới tiếp cận số 1. Chuyển cảnh bắt đầu chuyển từ đâu? Đầu tiên là từ thân mà chuyển, từ tướng mạo mà chuyển, từ thể chất mà chuyển. Quý vị thấy cư sĩ Hứa Triết, hiện thân thuyết pháp, lại xem chúng tôi như thế này. Đều là tâm chuyển cảnh giới. Không phải là cố ý làm nó chuyển, cố ý không chuyển được. Tự nhiên mà chuyển.
Tâm chúng ta tuy là thiện, vẫn chưa đủ trình độ như Phật. Đạt đến trình độ của Phật, tướng mạo chúng ta sẽ giống Phật. Thể chất của chúng ta là thân kim cang bất hoại. Chúng ta thật sự có thể đạt được sao? Có thể. Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Chúng ta biết chư Phật Như Lai vô lượng vô biên trí tuệ. Quý vị xem, nói ra nhiều kinh điển như vậy, đây là trí tuệ. Tức là gì? Đức chúng ta ngày nay nói năng lực. Phật năng lực lớn không ai có thể sánh bằng. Cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Tướng là tướng hảo, người thế gian chúng ta nói 32 tướng 80 vẻ đẹp. Phật ở trong kinh này giảng báo thân Phật, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Cho nên chúng ta biết được trí tuệ, năng lực, tướng hảo là trong tự tánh cũng đầy đủ. Chúng ta hiện nay vì sao trở thành xấu xí như thế này? Chúng ta dụng tâm xấu xa quá. Chúng ta dùng sai tâm, dùng là vọng tâm, không phải chân tâm. Thế nào là chân tâm? Chúng ta dùng phương pháp đơn giản nhất để gợi ý, khiến cho mọi người đều có thể lãnh hội được. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, đây là tâm Phật, đây là chân tâm, là bản lai diện mục của chúng ta. Chúng ta ngày nay xử sự đối người tiếp vật dùng tâm không thành, hư ngụy, làm trái với tự tánh. Điều này nhà Phật nói mê, mê thất tự tánh. Quý vị tạo tội nghiệp, tâm không thanh tịnh, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, tâm sẽ không thanh tịnh. Cống cao ngã mạn, tự cho mình đúng, coi thường người khác, tâm quý vị không bình đẳng. Mê hoặc điên đảo, chánh tri quý vị bị mê thất. Tự tư tự lợi, tâm từ bi không có nữa. Chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm hoàn toàn trái ngược với chân tâm. Cho nên là phàm phu, cho nên làm việc lục đạo luân hồi. Nếu như ngược lại 180 độ, đó là cõi địa ngục. Phật dạy chúng ta tu hành không có gì khác, tu hành chính là sửa đổi lỗi lầm. Từ đâu mà đổi? Tổ sư Đại Đức của tông môn giáo môn hướng dẫn chúng ta từ căn bản mà sửa đổi. Căn bản là tâm. Chúng ta không chân thành, chúng ta đem nó đổi thành chân thành. Đây là từ căn bản mà sửa. Tâm chúng ta ô nhiễm, xa lìa ô nhiễm, chúng ta đem sửa đổi nó thành thanh tịnh. Chúng ta đối với người bất bình, chúng ta từ đây về sau đối với người bình đẳng, đối với người tôn kính, phải từ đây mà sửa đổi lỗi lầm. Đây gọi là tu hành. Sửa đổi tư tưởng, kiến giải, hành vi sai lầm của chúng ta. Ừ.
khôi phục tánh đức của chúng ta. Tánh đức đó chính là vô lượng trí tuệ đức tướng. Lý như vậy, sự cũng như vậy. Trong kệ tụng tán thán, khiến cho chúng ta thể hội được từ bi vô tận của chư Phật Bồ Tát, thành tựu nhẫn lực thế đạo sư. Mấu chốt nơi chữ nhẫn. Người thế gian chúng ta thường nói nhìn thấu được, nhẫn không được. Công phu đắc lực hay không chính ở chữ nhẫn này. Khởi tâm động niệm có thể nhẫn hay không? Không nên khởi ý niệm này. Người thực sự công phu đắc lực, trong tâm chỉ có một ý niệm rất đơn thuần: A-di-đà Phật. Người này nhất định làm Phật. Vì sao vậy? Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Họ ngày ngày nghĩ Phật, đương nhiên họ làm Phật. Nghĩ Bồ Tát thì làm Bồ Tát. Nghĩ tham sân si mạng, đó là đọa tam đồ lục đạo. Ngày ngày nghĩ tâm tham. Tâm tham là ngạ quỷ. Ngày ngày nghĩ sân hận, tật tố chứa ngại, cõi địa ngục. Ngu si, thị phi tà chánh điên đảo. Oan uổng người khác, tự cho mình đúng là cõi súc sanh. Chúng ta mỗi ngày làm những gì? Tương lai bản thân đi về đâu? Tỉ mỉ mà quan sát sẽ hiểu rõ được, không cần phải hỏi người khác. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh chỉ là khuyến cáo mà thôi. Phật Bồ Tát xưa này chưa từng miễn cưỡng một chúng sanh nào. Vì sao vậy? Sự việc này miễn cưỡng không được. Nghe hiểu rồi, quý vị tiếp thu y giáo phụng hành, quý vị sẽ thành tựu. Quý vị nghe không hiểu, hoặc là nghe hiểu rồi mà không chịu làm, đó là việc của bản thân quý vị. Nhưng Phật Bồ Tát rất từ bi, bất luận quý vị rơi vào cõi nào, luôn là đời đời kiếp kiếp đến hướng dẫn. Nhưng căn tánh của chúng ta kém quá, đời đời kiếp kiếp đều không nghe lời. Đời đời kiếp kiếp đều là giả bộ làm theo. Bề ngoài thì nghe rồi tiếp thu, sau lưng thì làm trái lại. Trước mặt Phật Bồ Tát là một kiểu, sau lưng Phật Bồ Tát lại một kiểu khác. Đây chính là điều cư sĩ Lý thường nói: nhiều kiếp luân hồi. Quý vị phải chịu khổ lục đạo luân hồi, thời gian vô cùng dài lâu. Ngày nào quý vị có thể xa rời được lục đạo luân hồi? Ngày nào quý vị thực sự giác ngộ, không còn tùy thuận tập khí phiền não của bản thân nữa? Y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, đời này quý vị có thể thoát ly lục đạo luân hồi. Ở đây chúng ta thấy nhẫn lực của Thế Tôn, tức là nói Ngài không miễn cưỡng bất cứ người nào. Đây là nhẫn lực của Ngài.
vị vật tu hành vô lượng kiếp. Đây là từ bi của Ngài, là tâm yêu thương của Ngài. Quý vị tạo tác tội nghiệp, quý vị đọa lạc trong lục đạo tam đồ, Phật Bồ Tát cũng không bỏ quý vị. Quý vị hủy nhục Phật Bồ Tát, hãm hại Phật Bồ Tát, hủy diệt Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát cũng không bỏ mặc quý vị. Thật sự yêu thương. Quý vị rơi vào địa ngục, Phật Bồ Tát cũng ở trong địa ngục thuyết pháp, giúp đỡ quý vị. Vấn đề là quý vị có chịu nghe hay không? Có chịu tiếp thu hay không? Có chịu y giáo phụng hành không? Trong địa ngục, nếu như chịu y giáo phụng hành, cũng có thể vãng sanh làm Phật. Chúng ta học Phật phải học tại nơi này. Trong tâm đích thực không có một quan gia nào, không có một đối đầu nào. Trong tâm nhất định không có một người sự vật sân hận nào. Tâm quý vị mới thực sự thuần thiện, tâm mới thực sự thanh tịnh. Vĩnh ly tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đời đời kiếp kiếp vì chúng sanh tu hành, họ không phải vì bản thân mà tu hành. Vì sao vậy? Bản thân đã thành Phật rồi còn phải tu gì nữa? Phật thì hiện làm phàm phu để tu hành, biểu diễn cho mọi người chúng ta thấy. Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện tám tướng thành đạo, biểu diễn cho chúng ta thấy, vì chúng ta mà tu hành. Thời gian quá dài rồi, vô lượng kiếp. Ở đây ý nghĩa quan trọng chính là vi vật. Nhất định không thể xem nhẹ lướt qua hai chữ này. Trong bài kệ bốn câu này, hai chữ này là trung tâm. Nói rõ Phật Bồ Tát thị hiện tại nhân gian là vì chúng sanh, không phải vì bản thân. Nếu như hiểu được ý nghĩa này, chúng ta liền biết được phải học như thế nào. Tôi đời này sống tại thế gian không phải vì tôi mà sống, mà vì tất cả chúng sanh. Nếu như vì tôi mà sống, thân thể này của tôi là nghiệp báo thân. Tôi không phải vì bản thân mà sống, vì tất cả chúng sanh mà sống. Đây chính là nguyện lực thân. Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực chính là Bồ Tát thừa nguyện tái lai. Nghiệp lực không tự tại, nguyện lực tự tại. Nói cách khác, chúng ta đến thế gian này, thế gian này là một vũ đài. Tôi đến vũ đài này là biểu diễn cho mọi người thấy, không phải là vì tôi. Chư Phật Bồ Tát thì hiện tại thập pháp giới vì vật. Ngài không phải vì người. Nếu như vì người, thập pháp giới chỉ có một pháp giới, vì vật thập pháp giới đều bao gồm ở trong đó rồi. Cả bài kệ hai chữ này là trung tâm. Chúng ta đem ý niệm này chuyển đổi thì toàn thân nhẹ nhàng tự tại. Ngã không còn, lợi hại được mất của tôi không còn nữa. Thứ gì với tôi có lợi có hại không biết nữa. Giống như cư sĩ Hứa Triết vậy, không biết.
vô ngã rồi. Trong Kinh Kim Cang nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, bà thực sự đã làm được. Các loại thị hiện đều là vì tất cả chúng sanh. Vật ở đây chính là tất cả chúng sanh. Tu hành chính là biểu diễn, chăm chỉ biểu diễn rất giống thật. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, đây là những đề mục để biểu diễn. Quý vị diễn trên vũ đài, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm mọi nghi là biểu diễn. Phát Bồ Đề Tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, không có gì không phải là biểu diễn. Trong cuộc sống, từng chút đều là biểu diễn. Làm tấm gương tốt cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh tiếp xúc rồi, nhìn thấy rồi, nghe thấy rồi, để cho họ tự thể hội, để cho họ ở đây mà giác ngộ, hồi đầu hối cải. Cho nên đây một biểu diễn vô lượng vô biên. Chúng sanh có bệnh gì, nhắm đến bệnh này mà biểu diễn. Người hiện tại bất hiếu cha mẹ, chúng ta phải biểu diễn hiếu thuận cha mẹ. Đặc biệt phải làm ra như vậy để cho họ thấy. Quý vị ở nhà hiếu thuận cha mẹ, không ai nhìn thấy. Vì vật không phải vì người, có quỷ thần nhìn thấy. Cho nên ý nghĩa của vật phạm vi rất lớn. Quý vị ở nhà không có ai, nhưng trong nhà quý vị có quỷ thần. Quỷ thần nhìn thấy. Không những dạy người, cũng dạy quỷ thần. Người hiện tại không biết tôn sư trọng đạo, chúng ta biểu diễn. Biểu diễn tôn sư trọng đạo. Đặc biệt làm rất rõ ràng. Không phải vì bản thân mà làm, là vì xã hội đại chúng mà làm, để cho đại chúng nhìn thấy. Hiện tại trong xã hội, người ta vong ân phụ nghĩa. Chúng ta phải làm ra tri ân báo ân. Tiếp tục chúng ta biểu diễn, chúng ta hát những lời ca. Nói chuyện tức là hát lời ca. Mục tiêu là gì vậy? Mục tiêu chính là những căn bệnh của chúng sanh trước mắt. Chúng sanh hiện tại có bệnh gì? Chúng ta làm biểu diễn như thế nào để đối trị bệnh của họ, để cho họ phản tỉnh, để cho họ giác ngộ, để cho họ hồi đầu. Đây là bước thứ nhất, chuyển ác thành thiện. Đợi đến lúc họ thực sự chuyển ác thành thiện rồi, liền có thể tiến hành bước thứ hai. Bước thứ hai, nâng cao cảnh giới của họ, chuyển mê thành ngộ. Chứ vì phải biết, chuyển ác thành thiện, họ có thể giữ được phước báo nhân thiện, không đọa tam đồ, giúp đỡ chúng sanh có thứ tự, không có cách nào vượt cấp.
Cho nên chúng ta giúp đỡ người phải hiểu được phải bắt đầu giúp từ đâu. Đầu tiên giúp họ vững vàng, không đọa tam đồ. Nhưng chúng ta biết được tập khí bệnh của chúng sanh rất khó sửa. Cống cao ngã mạn, tự cho mình đúng, can cường khó giáo hóa. Trong kinh Địa Tạng có nói rất nhiều. Tâm tốt, nhiệt tâm giúp đỡ họ, họ có cách nghĩ kỳ quái vô cùng. Họ cho rằng quý vị không có ý tốt. Quý vị đối với họ tốt như vậy, nhất định có ý đồ, phải cẩn thận đề phòng. Họ càng nghĩ quý vị càng xấu, quý vị càng không phải là người tốt. Văn hóa người phương Tây và người phương Đông chúng ta không đồng. Người phương Đông chúng ta không thể nói người phương Đông hiện tại, có thể nói người phương Đông vào nửa thế kỷ trước, tuổi tác gần giống như chúng tôi vậy, sanh vào nửa thế kỷ trước, chúng tôi đối với tất cả mọi người không có ác ý. Bất luận là người nào, chúng tôi luôn cho rằng họ là người tốt, không nghĩ đến họ là người xấu. Người phương Tây và chúng ta tư tưởng không giống nhau. Trong đầu họ mỗi người đều là người xấu. Quý vị phải lấy ra chứng cứ để chứng minh quý vị là người tốt. Quý vị không lấy ra được chứng minh quý vị sẽ là người xấu. Họ và chúng ta có cách nghĩ không giống nhau. Nói cách khác, tất cả ý của quý vị đều là ác ý. Quý vị phải dùng gì đó để mà chứng minh. Chứng minh ra quý vị không phải là ác ý. Phiền phức, không dễ làm. Bối cảnh văn hóa không tương đồng, được giáo dục không giống nhau. Cổ thánh tiên hiền trước nay không thấy lỗi lầm của người khác, chỉ thấy điểm tốt của người khác. Cho nên người xưa tâm địa phúc hậu. 200-300 năm lại đây, phúc hậu tuy bị thiệt thòi, tuy đã chịu đủ hủy nhục, nhưng quý vị phải nghĩ đến, giống như lời cư sĩ Hứa Tiết nói, ông trời sẽ gia hộ. Chúng ta ngày nay 200-300 năm nay chịu những khổ nạn, tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta. Nghiệp chướng sau khi tiêu trừ rồi, phước báo của chúng ta mới hiện tiền, ông trời thật sự sẽ gia hộ. Khởi tâm động niệm đều hoài nghi người không phải là người tốt, không phải là ý tốt, họ có thể đắc chí nhất thời, sau đó ông trời sẽ trừng phạt họ. Cho nên tôn giáo nước ngoài nói có ngày tận thế, thượng đế phải đến làm thẩm phán cuối cùng, đến tính tổng nợ. Tính tổng nợ, người phương Đông thiện thì khác rồi. Người Đông Phương tâm địa hiền hậu thiện lương, họ sợ thẩm phán cuối cùng. Chúng ta hoan nghênh thẩm phán cuối cùng. Thẩm phán cuối cùng, lần phán xét này chúng ta nhất định thắng lợi. Xưa này chưa hoài nghi người là người ác, xưa này không hoài nghi người là ác ý. Chúng ta tâm địa thuần thiện, thuần lương, có thể chuyển cảnh giới. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, nếu có thể chuyển cảnh tức đồng với Như Lai. Không được cho rằng người ta dùng bất thiện đối với mình cũng bất thiện đối với họ. Người khác dùng tâm hoài nghi đối với mình cũng hoài nghi họ. Vậy thì chúng ta hoàn toàn sai lầm rồi. Tùy thuận tập khí vọng tưởng của bản thân, vẫn làm chuyện tam đồ lục đạo thôi.
Chúng ta không sợ chịu thiệt, không sợ mắc lừa, không sợ hãm hại. Chúng ta quyết tâm phải làm Phật, quyết tâm tiếp thu giáo huấn của Phật, đi trên con đường của Phật. Con người chỉ có thiện tâm chân thành, có tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, trời đất quỷ thần sẽ cảm động, nhất định được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần gia hộ. Cho dù có một vài người ác, ác ma, thậm chí nói làm phép để hãm hại quý vị, cũng hại không được. Vì sao vậy? Quý vị có Phật Bồ Tát hộ niệm, quý vị có Thiện Thần gia hộ, những ác quỷ ác thần đó thấy quý vị cũng nể phục, cũng ngưỡng mộ, cũng tôn trọng quý vị, không làm khó quý vị. Người cùng tâm này, tâm cùng lý này, chúng ta bình tĩnh mà tư duy, không khó để hiểu được. Thời kỳ kháng chiến, tôi đi học tại Quý Châu. Thời đó, nơi đó một vùng toàn thổ phỉ quấy phá, thường thường có cướp bóc. Hiệu trưởng của chúng tôi, tiên sinh Chu Ban Đạo, có đức hạnh. Những thổ phỉ này đối với Chu Ban Đạo vô cùng tôn kính. Chúng tôi nếu gặp phải, nói là học trò của thầy Chu Ban Đạo sẽ không có việc gì, chẳng những không hãm hại, họ còn hộ tống. Người ác cũng có lương tâm. Cũng có thể phân biệt thiện ác. Đây là một người tốt. Người ác cũng sẽ không hãm hại quý vị, cũng ở bên cạnh giúp quý vị. Vì sao chúng ta phải làm người ác? Vì sao không làm người tốt? Làm người tốt, làm việc tốt, không phải vì bản thân, mà vì xã hội đại chúng. Làm tấm gương sáng. Đây chính là hóa tha, đây chính là phổ độ chúng sanh. Cho nên phổ độ chúng sanh trên thực tế chính là ngôn hành trong cuộc sống của bản thân. Nếu như có sức mạnh, chúng ta đem sự việc này mở rộng, cũng chính là người hiện đại nói dựng lên một chiêu bài càng lớn hơn. Ngày nay ở Trung Hoa Đại Lục, trong rất nhiều trường học thiết lập quỹ học bổng, báo ân. Báo bổn, để cho người khác nhìn thấy sẽ suy nghĩ,
Học trò không quên ơn thầy giáo, không quên ơn trường học. Con cái không quên ơn cha mẹ. Phật giáo đồ chúng ta không quên ơn thí chủ. Phải thành tựu nhẫn lực. Nếu có thể nhẫn, chịu xa lìa danh văn lợi dưỡng, thực sự phát tâm vì xã hội đại chúng mà phục vụ, vì đại chúng phục vụ chính là vì vật tu hành. Bất luận làm việc gì, nghĩ gì, niệm gì đều là vì tất cả chúng sanh. Thậm chí chúng ta mỗi ngày câu danh hiệu Phật không rời khỏi miệng. Miệng tuy không niệm, trong tâm nhớ niệm. Một câu danh hiệu Phật không có gián đoạn. Niệm Phật vì ai mà niệm? Vì tất cả chúng sanh mà niệm. Vì bản thân có thể niệm, có thể không niệm. Vì chúng sanh nhất định phải niệm. Chúng sanh khổ quá rồi, chúng ta niệm Phật cầu Tam Bảo gia trì. Chúng sanh không thể hồi đầu, chúng ta mong cầu Oai Thần Tam Bảo gia trì, làm cho họ tự động hồi đầu. Tất cả vì chúng sanh. Vĩnh ly thế gian kiêu mạn hoặc, vô lượng vô biên phiền não. Nêu ra ba điều, ba điều này nghiêm trọng nhất. Một là kiêu. Kênh kiệu, ngạo mạn, hoặc là mê hoặc, không có trí tuệ. Chư Phật Bồ Tát ở đây biểu diễn, chúng ta lại xem thần thánh sứ giả trong các tôn giáo khác. Cũng làm những sự việc này, cũng là biểu diễn những tiết mục này. Một người tu hành không những là người xuất gia, đồng tu tại gia cũng như vậy. Quý vị xem một nhóm đến từ Sơn Đông, Lăng Từ đi thăm viếng họ, họ ăn những thứ gì? Chắc chắn không có lựa chọn. Thứ này có thể ăn, thứ kia không thích ăn. Đây là chúng sanh địa ngục, chắc chắn không phải Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không chọn lựa, không có phân biệt, không có chấp trước. Phật Bồ Tát tiếp nhận đại chúng cúng dường, cúng dường gì cũng hoan hỷ. Cúng dường thứ tệ hại cũng hoan hỷ, cũng ăn vậy. Thứ này yêu thích, thứ kia không thích. Vọng tưởng phân biệt chấp trước còn nghiêm trọng như vậy, không nguy rồi sao? Nếu như người tu hành còn có những phân biệt chấp trước này, đối với một người thực sự tu hành mà nói, hủy nhục họ rồi. Đây là tạo tội nghiệp. Chúng ta làm sao có thể có loại tâm này? Làm sao có thể có hành vi này?
Phật Thích Ca Mâu Ni làm cho chúng ta tấm gương rốt ráo nhất, viên mãn nhất. Quý vị xem Phật Di Khất Thực, gặp người nào? Gặp người ăn xin. Người ăn xin nhìn thấy Phật, biết mình không có phước báo, cho nên luân lạc đến sự khổ này. Gặp Đức Phật đến cũng muốn gieo một chút phước, đem thức ăn mà họ đã xin được cúng dường Phật. Trong kinh ghi chép rằng thức ăn đã thiêu rồi, đã hư rồi, mùi hôi đó đã không thể nào ngửi nổi nữa. Đức Phật hoan hỷ tiếp nhận, ăn ngay trước mặt họ để họ gieo phước. Họ một lòng thành ý, những gì họ có chỉ là một chút như vậy, bản thân không nỡ ăn để cúng Phật. Phật nói thứ này không thể ăn vậy được sao? Vậy thì Đức Phật vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước rồi. Đức Phật làm tấm gương cho chúng ta thấy. Chúng ta đối với Phật, cho đến đối với tất cả mọi người, chỉ có một tâm chân thành cung kính, tận tâm tận lực cúng dường. Người tiếp thu cúng dường, nếu như có phân biệt chấp trước, nói thật là họ không có tư cách tiếp nhận cúng dường. Tiếp nhận cúng dường là vì chúng sanh làm ruộng phước, còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nói cách khác, họ nhất định không thoát ly khỏi lục đạo luân hồi. Đây chính là nhà Phật thường nói một hạt gạo thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng trả. Làm gì có đạo lý này? Cho nên chúng ta phải học trong cuộc sống hàng ngày. Người ta cho mình thứ gì, chúng ta sẽ hoan hỷ ăn thứ đó. Đồ sống cũng được, đồ lạnh cũng được, đồ thối cũng được, đồ thiếu cũng được. Không nên phân biệt so đo những thứ đó. Người ta một lòng chân thành, chúng ta tiếp nhận, người ta sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta là phàm phu, còn chưa đắc đạo, cảnh giới còn chưa chuyển đổi. Cho nên có một vài thực vật không tinh khiết, ăn vào sẽ sinh bệnh. Chúng ta tiếp nhận rồi, thật sự bất đắc dĩ, chuyển bố thí cho chúng sanh. Những loại súc sanh bò bay cửa động, chúng ăn được, chúng ta bố thí lại cho chúng, cung kính mà tiếp nhận, cung kính mà bố thí, triển chuyển bố thí. Đây thực sự là rất bất đắc dĩ, phải sanh tâm đại tàm quý. Đem tập khí kinh kiệu trừ bỏ đi, tập khí kiêu mạn trừ bỏ đi, hai loại tập khí này khiến chúng ta vô lượng kiếp đến nay, nó là nhân tố số một để kết oán với tất cả chúng sanh. Vì sao chúng ta oán thần trái chủ nhiều như vậy? Chính là do hai bệnh này.
Chúng ta suy nghĩ xem, hiện tại hai loại bệnh này có còn hay không? Phải chăng vẫn còn rất nghiêm trọng? Nghe giảng, lúc nghe quý vị gật đầu, sau khi nghe xong bệnh lập tức lại hiện tiền. Đây là loại chúng sanh như chúng ta. Cho nên tôi thường nói, kinh này ngày ngày phải đọc, ngày ngày phải nghe. Tôi đọc cả 50 năm, giảng 40 năm rồi. Tôi nói với quý vị, tập khí của tôi mới chuyển đổi được, mới giác ngộ biết được sự việc này khó. Quý vị nghe kinh ít, đọc kinh ít, lỗi lầm tập khí không chuyển được, lý đương nhiên vậy. Làm sao có thể trách mắng quý vị? Chỉ có thương xót, không có trách mắng. Nếu trách mắng, vậy là tôi sai rồi. Sự chuyển này không phải nhất thời có thể chuyển được. Phải có sức nhẫn. Phải thật làm. Không chịu thật làm, đời này quý vị cũng không chuyển được. Tôi cũng thường nói, đây là điều trong kinh Đức Phật nói. Mỗi người đồng tu học Phật, chúng ta thiện căn đều sâu dày. Trong kinh Vô Lượng Thọ, A Xà Vương Tử, nhóm người của họ, Đức Phật nói, trong đời quá khứ từng cúng dường 400 ức Phật. Quý vị liền hiểu được họ thiện căn sâu dày biết bao. Nhưng trong đời này họ còn tập khí, ngạo mạn hoặc. Quý vị mới hiểu được phiền não này không dễ dàng đoạn được. Bản thân phải phát tâm vọng mãnh, tâm hổ thẹn, làm thế nào để thay đổi được? Không chịu phát tâm thực sự học Phật. Thực sự học Phật chính là học Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là hình mẫu, gương sáng cho chúng ta. Chúng ta học cách như Ngài. Mới có thể hồi đầu. Hơi có một chút thiệt thòi thì chịu không nổi, vậy thì hỏng rồi. Chúng ta cũng vô lượng kiếp tu hành, đến nay lại thành như thế này. Nguyên nhân do đâu? Chính là ba chữ này. Chúng ta phải khẳng định, chúng ta phải thừa nhận, ba chữ này chúng ta đều có hết. Hơn nữa, đều vô cùng nghiêm trọng. Đức Phật trong kinh này một lời đã nói rõ, nói ra bệnh căn của chúng ta rồi. Hoặc là không có trí tuệ. Trí tuệ nếu hiện tiền, phiền não sẽ nhẹ bớt. Kinh chúng ta đọc nhiều mới hiểu rõ đạo lý này. Phiền não và trí tuệ là một sự việc. Lúc mê, trí tuệ trở thành phiền não. Hoặc lúc giác ngộ, mê hoặc trở thành trí tuệ. Cho nên phải cầu giác ngộ. Giác ngộ từ đâu mà cầu? Từ nhẫn, từ định. Nhẫn là tiền phương tiện của tu định. Nhẫn nhục ba la mật,
tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật, nó có thứ tự. Phàm việc không thể nhẫn, quý vị chắc chắn không thể đắc định. Định là gì? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, không thể hiện tiền. Tâm không thanh tịnh, không bình đẳng, nhất định không sanh trí tuệ, mà sanh phiền não. Chúng ta không chịu thật học. Phật Bồ Tát tuy từ bi, đời đời kiếp kiếp không bỏ chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Vì sao chúng ta không chịu nghe? Nghe rồi có thể sanh tâm hoan hỷ, đây là thiện căn phát khởi, nhưng không làm được. Thiện căn không đủ. Là có thiện căn, nhưng thiện căn không đủ. Nếu như thiện căn đủ rồi, sau khi nghe xong hoan hỷ, chăm chỉ nỗ lực tu hành. Quý vị nhìn thấy, hiện nay người ở Đại Lục đến chỗ này để nghe chúng tôi giảng kinh. Quý vị hỏi họ xem họ sinh hoạt như thế nào, sống cuộc sống như thế nào. Vô cùng vất vả. Ở Đại Lục, thu nhập vô cùng ít ỏi. Họ tiết kiệm từng chút, sống cuộc sống ở mức độ thấp nhất để tiết kiệm số tiền này, mang đến chỗ tôi, muốn tôi cho họ tu phước. Mang đến hơn 50.000 nhân dân tệ, không đơn giản. Lăng Tư đi phỏng vấn, họ mỗi tháng thu nhập khoảng 300-400 đồng nhân dân tệ. Nên người phỏng vấn họ rất cảm động. Chúng ta hiện nay ở nơi này lãng phí, không biết tiết kiệm, không biết cách tu phước. Vừa chuyển thế, họ có phước báo, chúng ta hướng xuống đọa lạc. Không nên xem chuyện trước mắt. Trước mắt họ không bằng chúng ta. Vừa chuyển thế, chúng ta sẽ không bằng họ. Chúng ta mỗi ngày đang tạo nghiệp, không phải đang tu hành. Quý vị có mặt nào có thể làm tấm gương sáng cho xã hội đại chúng? Chúng ta ngày nay xuất gia, ăn mặc ở đi, do tính chúng cung kính cúng dường. Cổ nhân biết thứ này rất khó tiêu thụ, cho nên thực tồn ngũ quán. Trong ngũ quán có một điều chúng ta có thể tiêu thụ được hay không? Tôi ngày nay vì Phật Pháp, vì chúng sanh, làm được những sự việc tốt gì? Tôi có thể tiêu thụ được thứ mọi người cúng dường cho tôi hôm nay. Nếu như không vì Phật Pháp, không vì chúng sanh làm sự việc tốt, làm việc tốt thực sự, chúng ta tiếp thu cúng dường này sẽ nguy hiểm lắm. Những người này đem tiền đến ủy thác cho tôi tu phước cho họ. Sự việc này là việc khó, không phải là việc dễ dàng.
Chúng ta phải thực sự nhận thức được thế nào là ruộng phước. Xây một đạo tràng, lấy tiền này xây đạo tràng. Đạo tràng xây lớn rồi, trong đó tranh danh đoạt lợi. Tiền này lấy ra đi tạo tội nghiệp. Chúng ta phải chịu trách nhiệm nhân quả. Nếu như kiến lập một đạo tràng, trong đó tứ chúng đồng tu đều như pháp, đều có thể tu tam phước lục hòa, chăm chỉ hành đạo, tiền của họ thật sự gieo vào ruộng phước rồi, được vô lượng phước báo. Chúng ta ngày nay đi đâu tìm ra được một đồng tu lục hòa kính chứ? Tôi rất xấu hổ. Người bên cạnh tôi đều giấu giếm tôi, đều không nói lời chân thật. Hai bên lừa gạt lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Cho nên mọi người không nên cho rằng người bên cạnh tôi đều là người tốt. Chưa hẳn vậy. Tôi nói với mọi người lời chân thật. Người bên cạnh là có phước báo, ngày ngày nghe tôi giảng kinh, nhưng họ không thể y giáo phụng hành. Họ nghe không hiểu, vẫn cứ tùy thuận tập khí, có thể kiêu mạn hoặc còn nặng hơn nhiều lần so với người khác. Điều này không phải tôi không biết rõ. Tôi biết rõ, tôi rõ ràng. Tôi có thể nói họ hay không? Không thể nói được. Nói chuyện nhắc đến mà thôi. Nói nhiều rồi, nói nhiều quá liền trở thành oán thù. Đây là sai lầm. Cho nên thầy Lý, đối với học trò, ngoài theo trong chống, vô cùng khách khí. Trước này chưa từng nói lỗi của họ. Đại sư Hoằng Nhất lúc còn tại thế, chúng ta từ trong truyện ký nhìn thấy, Ngài nhìn thấy học trò phạm lỗi, không nói một câu nào, bản thân ngày đó không ăn cơm. Chỉ cần Đại sư Hoằng Nhất ngày nào không ăn cơm, học trò liền phản tỉnh, chúng ta nhất định có lỗi lầm. Thầy giáo nhìn thấy rồi, mọi người phản tỉnh sửa lỗi, Đại sư Hoằng Nhất mới ăn cơm, không nói. Nói ra cũng vô ích, nói lại đắc tội với người. Ai làm việc người đó, họ làm Phật cũng được, sanh thiên cũng được, đọa A Tỳ Địa Ngục cũng được, là việc của họ, không liên quan đến tôi. Bản thân tôi nhất định phải tu hành cho tốt. Tôi có chỗ đi của tôi, mỗi người đều có chỗ đi của mỗi người. Điều này chúng ta phải hiểu được. Chúng tôi ngày ngày giảng, ngày ngày khuyên, tôi chỉ có thể làm đến đây thôi. Tôi lợi dụng mạng Internet, lợi dụng khoa học kỹ thuật cao, khuyên nhủ các đồng tu hữu duyên khắp nơi trên thế giới. Thực sự muốn ngay trong đời này thành tựu, quý vị nên nhớ giáo huấn của Tăng Trưởng Thiên Vương. Tăng Trưởng Cưu Bàn Trà Vương chính là Nam Phương Thiên Vương trong Tứ Đại Thiên Vương. Chúng ta sống trên thế gian vì chúng sanh, vì Phật Pháp, không vì bản thân. Chúng ta phải vì chúng sanh làm tấm gương sáng nhất. Bắt đầu làm từ đâu? Vĩnh ly.
kiêu mạn, ngạo mạn, mê hoặc. Nên làm một người sáng suốt, không nên làm một người hồ đồ. Hoặc này là người hồ đồ. Ngày ngày nghe kinh, ngày ngày đọc sách, tâm hành bất thiện, vẫn là một người hồ đồ thôi. Phải học một người sáng lý, một người hiểu chuyện. Quả báo, quý vị xem câu cuối cùng: thị cố kỳ thân tối nghiêm tịnh. Thành tích của quý vị biểu hiện trên tướng mạo của quý vị. Biểu hiện trên thân thể hiện tại của quý vị. Tướng mạo của quý vị ngày càng đẹp ra, ngày càng từ bi. Thân thể của quý vị ngày càng khỏe mạnh. Đó là quý vị tu hành có thành tích. Chúng ta phải từ đây mà học. Người bình thường ba ngày không tắm rửa, trên thân có mùi hôi rất khó ngửi. Người tu hành, người ở Hồng Kông họ biết. Trước đây lão hòa thượng Hư Vân đến nơi này rồi. Lão hòa thượng Hư Vân một năm tắm một lần, cạo tóc một lần. Áo quần tuy rất dơ, cặn dơ rất dày, nhưng ngửi thì hương thơm, không khó ngửi, rất là thơm. Những thứ dơ bẩn trên quần áo ngày ngửi qua cũng có thể trị bệnh, kỳ diệu vô cùng. Đây là điều khác nhau giữa người tu hành và người bình thường chúng ta. Người bình thường, thứ đồ dơ đó người ta ngửi thấy sẽ sanh bệnh. Đồ dơ của ngài ngửi đến có thể trị bệnh. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây.